Nguy cơ xâm nhập và bùng phát bệnh cúm AH7N9 tại Việt Nam là rất lớn. Đây là nhận định tại hội nghị triển khai công tác phòng chống cúm AH7N9 do Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Đại diện của 33 tỉnh trọng điểm, các bệnh viện, các sở y tế đã cùng bàn những biện pháp phòng dịch nhằm giảm thiểu tác động tới kinh tế và sức khỏe của người dân. Phát biểu tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế cho biết, dù cúm AH7N9 chưa xuất hiện tại Việt Nam, nhưng nguy cơ xâm nhập và bùng phát là rất lớn. Do Việt Nam có gần 1.400 km đường bộ, lối mòn, cũng như các chợ cóc dọc biên giới Việt-Trung, nhất là khi cúm AH7N9 có nguồn gốc từ gia cầm và một số loài chim. Được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bộ Y tế đã xây dựng phác đồ điều trị cúm AH7N9 và chuẩn bị phương án đối phó nếu dịch vào Việt Nam. Nguy cơ mà lây lan dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng là cao. Vì thế công tác phòng chống dịch, giám sát được đặt ra khá là cũng là cấp bách. Về phía Bộ Y tế đã ban hành tất cả các văn bản về hướng dẫn, về xây dựng kế hoạch phòng chống, giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm và đã đưa ra phác đồ điều trị. Thứ hai là đã chuẩn bị tất cả các cái tập huấn cho 600 các cán bộ y tế ở các tuyến về giám sát, điều trị, phòng chống. Cùng với cúm AH7N9, Việt Nam đang phải đối mặt với dịch cúm AH5N1. Đồng Tháp đã có ca tử vong đầu tiên do H5N1. Ninh Thuận thì phát hiện đàn chim yến hàng nghìn con có virus. Cho dù nuôi nhốt, nhưng chim yến vẫn có thể di chuyển từ vùng này qua vùng khác, không kiểm soát được. Vì vậy, nguy cơ virus phát tán và lây lan là có thật. Đây là một cái loại gia cầm mà chúng ta rất là khó quản lý. Nó không có phải giống như là các cái loại vịt hoặc là gà hoặc là các cái loại gia súc thì chúng ta có thể quản lý đàn được hoặc là có thể tổ chức tiêm phòng được. Nên là cũng rất là đáng ngại khi mà đàn chim yến nó bay ở trên cái không trung á, thì cái vấn đề mà nếu mà có dịch thật sự xảy ra thì cái vấn đề là nó gieo rắc các cái mầm bệnh là một điều cũng rất là đáng quan tâm ở trong các cái cộng đồng của chúng ta. Một vấn đề được các đại biểu quan tâm là tình trạng gia cầm nhập lậu không được kiểm dịch với số lượng lớn. Trong khi người dân lại có thói quen nuôi vịt thả đồng nên rất khó kiểm soát, tỷ lệ tiêm phòng đàn gia cầm nhìn chung chỉ đạt khoảng 40%. Hiện nay, cái sự đe dọa về lây lan của dịch bệnh có liên quan đến H5N1 đến từ nhiều phía, ngăn chặn cái buôn bán, vận chuyển gia cầm từ những cái nước mà đang có dịch vào nước ta, và mặt khác nữa ở trong nước chúng ta cần phải tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và tổ chức tiêm phòng ở những nơi có nguy cơ cao, bao gồm những nơi đã xảy ra ổ dịch trên đàn thủy cầm và những cái nơi mà nhạy cảm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Liên quan đến vấn đề tiêm phòng vaccine H7N9 trên đàn gia cầm, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết Tổ chức Nông lương Thế giới khuyến cáo chưa nên tiêm phòng loại vaccine này. Hiện Bộ vẫn đang nghiên cứu thêm trước khi có khuyến nghị tiêm phòng. Tại hội nghị, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xác định, cảnh báo và sẵn sàng phòng chống bệnh cúm AH7N9.